Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng, trong đó có vấn đề quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các địa phương tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hiệu quả nuôi tôm công nghệ cao ở huyện Tiền Hải. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 7, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương bệnh binh và các thân nhân các gia đình liệt sĩ. Những cống hiến hy sinh lớn lao đó cho độc lập dân tộc của các anh hùng liệt sĩ sẽ còn trường tồn mãi trong lòng Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Còn bây giờ sẽ là nội dung của chương trình. Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị. Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được bố cục 5 phần. Phần thứ nhất, phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến phát triển du lịch tỉnh Thái Bình. Phần thứ hai, ra soát đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn 2002-2010 và thực trạng phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2015. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với phát triển du lịch đến năm 2030. Phần thứ ba, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phần thứ tư, giải pháp thực hiện quy hoạch. Phần thứ năm, tổ chức thực hiện quy hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu đi sâu phân tích thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào quan điểm phát triển du lịch, các định hướng phát triển du lịch, định hướng phát triển sản phẩm du lịch, giải pháp thực hiện quy hoạch. Trong đó cần bổ sung phần hiện trạng, quy hoạch phải gắn với quy hoạch chung phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch có trọng tâm trọng điểm, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của Thái Bình với lộ trình cụ thể, tránh dàn trải, tính toán lại một số mục tiêu, tốc độ tăng trưởng phù hợp tình hình thực tế, tập trung khai thác tiềm năng lợi thế khu kinh tế ven biển, phát triển du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch đồng quê gắn với làng nghề, phân cấp đầu tư, ban hành cơ chế chính sách để xã hội hóa phát triển du lịch, nên phát triển Hưng Hà thành một huyện trọng điểm về du lịch. Tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, cơ bản thống nhất chủ trương dự thảo quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Giao cho Ban soạn thảo, đơn vị tư vấn tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn chỉnh, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời lưu ý phát triển du lịch Thái Bình để góp phần thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo phát triển bền vững theo hướng chuyên nghiệp có trọng tâm trọng điểm, chú trọng phát triển theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh, phát triển đa dạng các loại sản phẩm du lịch, chú trọng sản phẩm đặc trưng, khai thác lợi thế truyền thống văn hóa, đặc điểm sinh thái của địa phương, đẩy mạnh công tác quy hoạch chi tiết, thu hút các nguồn lực để xây dựng các điểm, các khu du lịch, tập trung cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp để phát triển mạnh du lịch của tỉnh trong giai đoạn tới. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ. Chiều nay, dưới sự chủ trì điều hành của đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến dự thảo đề án Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc tham gia đóng góp ý kiến dự thảo đề án Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.
Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, báo cáo tổng hợp ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia dự thảo đề án Trung ương 6. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thông báo nội dung hội thảo khu vực phía Bắc và miền Trung, góp ý kiến dự thảo đề cương chi tiết đề án trình hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Ban chỉ đạo Trung ương. Lưu ý gợi mở một số nội dung mà các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến. Nhìn chung, các ý kiến tham gia đều nhất trí với mục tiêu, nội dung, bố cục, kết cấu dự thảo đề án, đồng thời trao đổi, phân tích cụ thể sâu sắc thêm về tính cấp thiết của đề án. Trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là tất yếu khách quan và là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng. Làm rõ các nội dung về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị thông qua tổ chức Đảng, đảng viên và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay. Mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ, giải pháp, những nội dung mới, đánh giá tác động của đề án và tổ chức thực hiện. Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác, các đại biểu đề nghị việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phải bám sát cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp năm 2013, điều lệ Đảng và tình hình thực tế, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thông qua mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, bám sát mục tiêu yêu cầu và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện đề án. Sau khi thảo luận, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tham gia đóng góp ý kiến vào từng nội dung đề mục dự thảo đề án Trung ương 6. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đánh giá, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2.970,3 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối thực hiện 2.905,7 tỷ đồng. Số thu 6 tháng thực hiện đạt tỷ lệ thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi nghe lãnh đạo Cục Thuế tỉnh báo cáo kết quả thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2017, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chỉ ra những nguyên nhân tồn tại trong công tác thu ngân sách từ đầu năm đến nay. Đồng chí nhấn mạnh những tồn tại đó là do sự nỗ lực chưa cụ thể của ngành mà mới chỉ là sự nỗ lực chung chung, chưa kiên quyết với các đối tượng chây ý, trốn tránh trách nhiệm nộp thuế, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt. Việc thông tin truyền thông về chính sách thuế, trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế chưa sâu. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu sau buổi làm việc này, Cục Thuế tỉnh cần phối hợp với các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách thuế, cần biểu dương những đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, phê bình những đơn vị doanh nghiệp chây ý, chậm nộp thuế, quyết liệt hơn nữa trong việc nêu cao trách nhiệm đối với từng cán bộ thuế trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, cần nói không với việc chậm, giãn nộp thuế đối với các đơn vị có khả năng nộp nhưng lợi dụng chính sách để chây ý. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng yêu cầu ban chỉ đạo các cấp phải có chỉ đạo phối hợp vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác thực hiện thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách trung ương giao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổ chức lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình và đại diện một số sở ngành của tỉnh. Trong không khí tôn nghiêm trang trọng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện sở ngành cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên đã kính cẩn dâng nén tâm nhang, tri ân sâu sắc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với anh linh của hơn 51.000 liệt sĩ Thái Bình đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hôm nay được thắp nến tri ân thì bản thân tôi rất là tự hào và xúc động ạ. Chúng ta cần phải luôn nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với những gì mà những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh đổ máu để gây dựng đất nước ngày hôm nay. Là một đoàn viên thanh niên đại diện cho một trường, một tỉnh, tôi sẽ ý thức được bản thân mình sẽ phải gắn bó và xây dựng đất nước bền vững và lâu dài. Đồng thời chúng tôi sẽ thực hiện những hành động thiết thực nhất
như xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. 70 năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp các ngành, các địa phương và nhân dân Thái Bình nhằm bù đắp những hy sinh mất mát của các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Buổi lễ thắp nến tri ân là một trong những hoạt động trọng tâm kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ được triển khai tại tất cả các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cái buổi lễ rất long trọng, thì tôi nghĩ rằng là tất cả những thân nhân liệt sĩ, bản thân tôi cũng thế, đã thấy cái phần nào nguôi ngoai, phần nào phần mất mát của mình. Và cũng ghi nhớ là đấy là sự đền ơn đáp nghĩa của nhân dân đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Thái Bình nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, ra sức thi đua học tập, tu dưỡng đạo đức, lao động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, mỗi một ngọn nến thắp lên trong lễ thắp nến tri ân hôm nay thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Thái Bình đối với những cống hiến của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tối qua, ở hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Mỗi ngọn nến thắp lên như một lời tri ân đối với những mất mát hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thắp nến tri ân tại nghĩa trang thành phố. Trong không khí tôn nghiêm và thành kính, tại các cụm nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu các đoàn thể chính trị xã hội, hội viên cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đoàn viên thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân đã dành một phút mặc niệm, dâng hương thắp nến tri ân, thả đèn hoa đăng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Bình, đặc biệt là thế hệ trẻ, nguyện phát huy truyền thống cách mạng, khắc cốt ghi tâm công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, chung sức đồng lòng thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa và các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chặng đường dài của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình đã đóng góp nhiều sức người sức của cho độc lập tự do. Thấm nhuần đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, những cống hiến hy sinh đó luôn được Đảng bộ và nhân dân Thái Bình khắc cốt ghi tâm. Trong kháng chiến chống Pháp, với tinh thần dũng cảm ngoan cường, Thái Bình đã huy động hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ và hơn 3 triệu ngày công phục vụ chiến đấu. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã tiễn đưa hơn 22 vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, hơn 34.000 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến phục vụ trên khắp các chiến trường. Trong mỗi thời khắc lịch sử, trong mọi chiến công của quân và dân cả nước đều có xương máu và đóng góp của những người con quê hương Thái Bình. Kết thúc chiến tranh, Thái Bình có hơn 51.000 liệt sĩ, trên 32.000 thương binh bệnh binh, trên 29.000 người nhiễm chất độc hóa học chịu thương tật suốt đời và có hơn 6.000 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Hơn 5.000 bà mẹ liệt sĩ được phong tặng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 2.000 lão thành cách mạng. Ghi nhận những công hiến và hy sinh to lớn đó, quân và dân Thái Bình đã vinh dự được Đảng nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương sao vàng, huân chương chiến công, huân chương quân công, 95 tập thể, 74 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trên 26 vạn người được tặng thưởng huân huy chương các loại. Những công hiến hy sinh đó luôn được Đảng bộ và nhân dân Thái Bình ghi nhớ tri ân bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, tạo thành phong trào đền ơn đáp nghĩa sâu rộng, thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Toàn tỉnh hiện có 70.000 người có công và thân nhân đã được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Giai đoạn 2012-2013, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ 2.716 hộ, tổng số tiền đã hỗ trợ 119 tỷ 160 triệu đồng. Giai đoạn 2015-2017 đã tạm ứng ngân sách các cấp và huy động các nguồn khác 60,8 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới sửa chữa 1.639 nhà ở cho người có công. Đến nay, Thái Bình có 98,65% số hộ gia đình người có công có mức sống từ trung bình trở lên. Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, thời khắc thiêng liêng để mỗi chúng ta nhìn lại, ghi nhớ tri ân những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Những hy sinh đó sẽ trường tồn mãi trong lòng Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.
Thưa quý vị và các bạn, đã trở thành thông lệ, ngày 27 tháng 7 hàng năm là dịp để nhân dân cả nước tưởng nhớ đến công ơn của các vị anh hùng liệt sĩ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại đền thờ liệt sĩ tỉnh, nơi đón hàng ngàn lượt đoàn đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, đền thờ liệt sĩ tỉnh, một công trình kiến trúc văn hóa tâm linh, là biểu tượng tôn vinh các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Bình. Một công trình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Trong suốt chặng đường dài của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hơn 40 vạn người con ưu tú của Thái Bình đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Kết thúc chiến tranh, trên 51.000 người con Thái Bình đã anh dũng hy sinh, trên 32.000 người mang trên mình những vết thương thực thể và gần 29.000 người nhiễm chất độc hóa học, chịu thương tật suốt đời. Với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, 70 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thường xuyên thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Toàn tỉnh hiện có trên 70.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trong đó cán bộ hoạt động cách mạng 36 người, 239 bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh là gần 15.900 người, bệnh binh là trên 9.000 người, thân nhân liệt sĩ hưởng tuất hàng tháng 13.000 người. Trong những ngày tháng 7, tại đền thờ liệt sĩ tỉnh thì nơi đây đã đón tiếp hàng nghìn đoàn khách của các địa phương, cơ quan, đơn vị và các cá nhân tới dâng hương bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Và trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7 thì đã có rất đông cán bộ và nhân dân tới đây để thắp nén hương thơm tới các anh. Vâng, cháu xin chào ông ạ. Thưa ông có thể cho biết là ông đến từ đâu ạ? Tôi ở xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, trong kháng chiến chống Mỹ đó. Nhà tôi là có 5 người anh và em ruột ra trận, và khi hòa bình lập lại thì 2 hy sinh. Vì thế cho nên tôi rất xúc động. Thì khi đến đây thì các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền và tỉnh đã xây dựng một cái nhà đền, phải nói là khang trang, và chúng tôi cho nên vô cùng biết ơn và rất là cảm động. Vâng, xin được cảm ơn ông ạ. Xin chào chị. Chị có thể cho biết là khi mà tới đây dâng hương, tới các anh hùng liệt sĩ thì cảm xúc của chị lúc này như thế nào? Cái cảm xúc của tôi rất là xúc động, thấy rằng là thế hệ của mình phải có cái trách nhiệm đối với công lao của các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi nghĩ rằng là cần phải giáo dục các em học sinh sống, học tập và rèn luyện như thế nào để xứng đáng với cái công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho Tổ quốc được độc lập tự do và chúng ta có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đền ơn đáp nghĩa là đạo lý ngàn đời của dân tộc và là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam. Và trong những ngày tháng 7 lịch sử, chúng ta càng thêm tự hào về quê hương anh hùng bất khuất, tự hào về những bà mẹ, tự hào về những người con quê hương trung dũng, kiên cường đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tiếp tục thông tin về hoạt động tri ân người có công với cách mạng. Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình tổ chức thăm và tặng quà thân nhân nhà báo liệt sĩ Trần Đức Tuấn, thôn Sơn Đồng, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, nguyên là phóng viên báo Quân đội Nhân dân, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại biên giới Việt Nam Lào năm 1972. Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến, hy sinh của nhà báo liệt sĩ Trần Đức Tuấn đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân dịp này, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình đã trân trọng trao quà trị giá 5 triệu đồng và quà của tập đoàn Hương Sen tới thân nhân nhà báo liệt sĩ Trần Đức Tuấn. Việc cắt băng khánh thành nghĩa trang liệt sĩ xã Tây Phong, Tây Tiến đúng ngày kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Nghĩa trang được xây dựng trên diện tích 2.650 m², gồm đài tưởng niệm, bia mộ liệt sĩ, hệ thống cây xanh và tường bao, là nơi an nghỉ của 114 liệt sĩ xã Tây Phong và 16 liệt sĩ xã Tây Tiến. Tại lễ cắt băng khánh thành, xã Tây Phong đã trao những phần quà ý nghĩa cho các cá nhân có công tiêu biểu của địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải trao giấy khen và ghi nhận tấm lòng vàng cho các đơn vị tài trợ xây dựng công trình nghĩa trang liệt sĩ.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe Ban chỉ đạo 389 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm chức năng nhiệm vụ của mình. Từng thành viên tham mưu cho Ban chỉ đạo quan tâm tới các vấn đề về thuế, giá, pháo nổ, găm hàng đầu cơ, chống buôn lậu thương mại, bám sát các dự án chương trình lớn của tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cam kết không tham gia vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất việc kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết thay đổi bất thường, nghề nuôi tôm gặp nhiều khó khăn. Thay đổi cách thức thâm canh, áp dụng công nghệ mới vào quá trình nuôi tôm thẻ chân trắng đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ nuôi ở huyện Tiền Hải. Không còn bệnh dịch, không phải sử dụng thuốc kháng sinh trong quá trình nuôi thả. Vì thế mà chất lượng tôm thương phẩm không ngừng được nâng lên và được nhiều thị trường ưa chuộng. Việc áp dụng công nghệ trong quá trình nuôi tôm thẻ chân trắng đã và đang được nhiều hộ nuôi tôm ven biển của huyện Tiền Hải áp dụng, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Nuôi công nghệ cao năng suất hơn rất nhiều, rất nhiều lần. Lý do là mình có thể là quản lý được cái môi trường nước. Nếu như ao đất ấy, thì phải nuôi, tức là nuôi còn phải mất cái thời gian để cho ngươi nghỉ, để cải tạo ao. Nhưng mà ao, nếu mà nuôi ao bạt như thế này thì là đáy bạt thì như thế này thì là thời gian mà khi thu hoạch tôm xong, tức là vệ sinh rất là nhanh và nuôi vụ mới cũng rất là kịp thời. Năng suất thì nếu mà so với nuôi thông thường bình thường thì rất là cao, cũng gấp 3-4 lần của cái ao mà thông thường. Cũng theo ông Phú, nuôi tôm công nghệ cao như thế này thì tỷ lệ rủi ro thấp hơn phương pháp nuôi truyền thống trước đây. Thời gian tôm sinh trưởng được rút ngắn đáng kể, vì thế mà có thể nuôi tăng vụ trong năm. Tuy nhiên, đầu tư cho một hectare đầm như thế này là không hề nhỏ. Vì vậy, để ổn định và đầu tư lâu dài cũng đang là trăn trở của không ít hộ nuôi tôm công nghệ cao ở đây. Ví dụ như về cái đất cát, thì là bây giờ chính sách của nhà nước thì của tỉnh, của huyện mà hiện nay là thời gian còn rất ngắn. Thế nên là bà con muốn đầu tư vào nhưng mà đầu tư với số tiền rất lớn. Nhưng mà nếu mà đầu tư vào lớn mà trong thời gian ngắn thì người ta không thể đầu tư được. Thứ hai nữa là về cái khi mà đầu tư vào nuôi công nghệ cao thì mong rằng là các cái tổ chức kinh tế xã hội, nhất là ngân hàng, cũng tạo điều kiện cho nhân dân để đầu tư vào để nâng cao về cái hiệu quả và khai thác cái vùng tiềm năng, cái vùng nuôi trồng thủy sản. Tập trung quy hoạch và đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ cao không chỉ ở mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng mà sẽ phát triển đa dạng trên nhiều giống thủy sản có chất lượng cao đã và đang được huyện Tiền Hải nghiên cứu, triển khai thực hiện nhằm phát huy tối đa những lợi thế về biển để phát triển kinh tế. Chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.